Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 sách giáo khoa sinh học 12 trang 41 với đề bài như sau. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân ly độc lập của Mendel. Lời giải chi tiết như sau. 5 điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly độc lập của Mendel. 1. Gen trội phải là trội hoàn toàn. 2. P phải thuần chủng tương phản. 3. Các gen quy định các tính trạng phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. 4. Số lượng các cá thể nghiên cứu phải lớn. Và 5. Mỗi gen quy định một tính trạng và giảm phân phải diễn ra bình thường. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 41.